Mình là Tôm Tép Phú Tiện nha các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hiện tại là dốc hơi thẳng đứng nha các bạn. Các bạn đang xem kênh Messi nha các bạn. Giờ mình sẽ quay lại trên cho các bạn xem xung dốc này. Hiện tại chờ mình cũng thôi, giá mình hiện tại là 5.300 nha các bạn. Vùng núi Tây Nguyên các bạn nhá. Nói chung hiện tại cũng gần trưa rồi. Nói chung là gần trưa. Đói lắm rồi, khát nước rồi. Nói chung là Tây Nguyên đẹp lắm các bạn, cần là rừng là nhiều. Quay lại cho các bạn xem cảnh Tây Nguyên tí mà. Nói chung là có đồi có đá. Tại đang mùa corona nên mình phải đeo khẩu trang các bạn. Đeo khẩu trang cho an toàn. Hẹn gặp các bạn lần sau nha. Cảm ơn các bạn là Sương vừa rồi đã được xem cảnh xe độ chở mì xuống dốc. Bye các bạn nha.